À, xin chào tất cả các bạn nữa nha. Hôm nay mình lên cho các bạn một con đồng nữa đó các bạn. Một con đồng còn rất là to chim nha các bạn. Kẹp chân của chim này. Quay ra kia mặt tiêu rồi. Để mình sẽ chọc cho nó quay qua đây nha. Đó. Một con đồng rất là tơ chim nha các bạn. Thì đối với con chim tơ thì nó có một cái lợi ích đó là nuôi nó sẽ rất là nhanh lên nha các bạn nó sẽ nhanh lên đó tại vì nó có tơ nó sẽ rất là nhanh lên cái lợi ích đó là cái lợi ích đầu tiên của việc con chim tơ nghe thì con đồng này thì cũng có khống rước cũng có kèm nhưng mà nó thưa nha các bạn nó thưa thì con đồng này thì mình báo giá luôn nha các bạn thì giá nó là 700 ngàn đã thì con này mình đã nuôi một thời gian là hiện tại mình đang quay sát mặt nó luôn đó các bạn đây này tay mình đây này đây. không có tung không có sợ mấy đâu nha tại vì mình đã nuôi một thời gian rồi mà đó, thì các bạn về chăm nữa cho nó nó lên đây, nó đồng tơ thì nó sẽ rất là nhanh lên à ừ đồng tơ thì chân cánh nó sẽ láng lắm nha các bạn nó không có sần sùi nó không có kiểu như là nhìn cái chân là biết tơ liền à. nó láng láng ấy. Đó. tướng cũng rất là hung dữ nha rồi con này thì mình bán 700 ngàn nha dành cho những bạn nào À, đam mê chim câu gáy và nuôi chơi gáy gù hoặc là lên mồi cái này là tùy theo quyền sử dụng của các bạn Đó. bên mình đây là phục vụ cho các bạn để cho uh, những bạn có nhu cầu mua ừ. rồi mình xin cảm ơn uh, các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua nha thì con này thì các bạn ân thì gọi trực tiếp qua cho mình luôn nha các bạn bạn gọi trực gọi trực tiếp qua cho mình luôn nha rồi xin chào tạm biệt các bạn luôn nha